tôi muốn chia sẻ chúng ta một loạt chủ đề mới. Chủ đề này gọi là vương quyền thống trị, giúp cho chúng ta nhìn được cái vị trí của chúng ta là ai ở trong Chúa Giêsu. Nhận biết chúng ta có gì ở trong Ngài, nhận biết là những gì mà Chúa dành sẵn với chúng ta và những gì Ngài thể làm cho chúng ta và làm qua cho chúng ta. Như tôi nói, tôi muốn đưa chúng ta lại cái Sáng Thế Ký là cái quyển sách gọi là nền tảng của tất cả mọi thứ, những điều gì mà trong Thánh có nói, Sáng Thế Ký đều có nói đến. Từ chúng ta nói đến phần người, từ đó sự sáng tạo, nó giá trị của chúng ta trong Chúa, Chúa yêu chúng ta như thế nào, tất cả nó nằm ở trong đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về vương quyền thống trị. Cái tiêu đề mà chúng ta nói trong ngày hôm nay đó là sinh ra để thống trị. Sinh ra để thống trị. Người chúng ta thường hay tự ti, mặc cảm. Chúng ta sống trong gia đình và chúng ta thấy mình thua thiệt người khác. Chúng ta luôn luôn so sánh mình với người khác và thấy mình dở hơn người khác, mình ngu hơn người khác, nghèo hơn người khác, mình thất bại hơn người khác, mình chẳng có là gì cả. Vì lý do mà chúng ta có cái sự tự ti, mặc cảm, nó có hai loại. Một cái là sự tự ti, mặc cảm gọi là về cái khả năng chúng ta không làm được, và mình mặc cảm về cái khả năng của mình. Còn cái nữa là tự ti về hình dáng của chúng ta. Tiếng Anh gọi là low self image. Tuy nhiên là chúng ta nhìn vào mình không có đẹp. Mình người thì thấy mình thì nói mình lùn, còn người thì nói mình cao, người nói mình ốm quá, người nói mình mập quá, hay là vân vân. Chúng ta luôn luôn có cái nhìn về chính mình, về hình dáng của chúng ta. Chúng ta có nhìn không đúng về chính mình, về cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn những gì mà người nhìn về chúng ta và Ngài nói về chúng ta. Đồng thời chúng ta luôn luôn nhìn cái hiện tại của chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được chúng ta sinh ra để được thống trị, và tất cả những gì mà Chúa định sẵn cho chúng ta, những cơ nghiệp, sự giàu có ở trong Đấng Christ, tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã sẵn sẵn dành sẵn cho chúng ta, chúng ta có thể được đến những cái chỗ đó và thừa hưởng tất cả. Không cần biết chúng ta sinh ra gia đình chúng ta nghèo cỡ nào, ta không cần biết chúng ta sinh ra mà gia đình của chúng ta, cái hoàn cảnh của gia đình chúng ta như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái một bài học này, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác và chúng ta sẽ có những quyết định khác và chúng ta sẽ. Nếu chúng ta có nhìn thấy những cái cuộc đời mà thiếu được yêu thương, chúng ta thấy những người mà thiếu yêu thương, thì chúng ta có thấy David là một trong những người thiếu sự yêu thương của gia đình. Nguyên cả gia đình của ông chăn chiên cần cù để mà chăm sóc gia đình, nhưng mà dường như ngay cả ba của ông cũng chẳng để ý các ông. Và chúng ta thấy được các anh của ông cũng chẳng để ý ông. Nhưng mà trong mắt của Chúa, David là một vị vua mà Kinh Thánh cho biết rằng Ngài được vua, và thậm chí là Ngài là dòng dõi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sinh ra từ dòng dõi. Tức là nhìn chúng ta trong ánh mắt của chúng ta trong hiện tại, nhưng mà Ngài nhìn chúng ta trong ánh mắt mà cái những điều gì mà Ngài đã định cho cuộc đời, cái kế hoạch, những cái ước muốn của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Khi mà Gideon nhìn vào cuộc đời của mình nhút nhát, sợ hãi, nhìn thấy dân Madian hà hiếp dân tộc của mình, hà hiếp mình, ông có núp một nơi để ông đặt lúa. Nhưng mà Chúa nhìn ông ta là gì? Chúa cần dùng ông và cái đội quân 300 người của ông có thể tiêu diệt một cả một đạo quân vô cùng lớn lao, đó là Madian. Cho nên Chúa nhìn của chúng ta nó khác hoàn toàn những gì chúng ta nhìn. Khi mà chúng ta thấy nhìn vào một gia cốp, một cái con người mà lường gạt, một người mà địch bộn gạt cha, gạt anh, vân vân, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ông ta là tổ phụ của một dân tộc lớn. Nhìn ông ta giống như là một người một tên của một dân tộc ra từ dòng dõi ông là Israel. Khi chúng ta nhìn vào Abraham là người không có cái gì cả, không có con cái, nhưng mà Chúa nhìn ông từ ông ra một dân tộc. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái thay đổi cái nhìn của chúng ta sẽ thấy hoàn toàn.
Chúng ta cũng thấy một cô gái mồ côi không cha không mẹ phải ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn nhìn cái người nữ này khác, nhìn người nữ này là một hoàng hậu của một đế quốc. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được, có một cái nhìn, và nếu như chúng ta nhìn một cái nhìn đúng của chúng ta thì chúng ta sẽ có những quyết định đúng, chúng ta sẽ sống đúng, và chúng ta sẽ có một cái tương lai hoàn toàn đúng và nó tốt hơn. Cái cuộc sống chúng ta thường hay đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cha mẹ, đổ thừa vợ, đổ thừa chồng, đổ thừa con, đổ thừa chủ. Chúng ta luôn luôn tìm một ai đó để đổ thừa. Nhưng mà thật sự cái điều sai nó không phải là ai chúng ta đổ thừa, nhưng mà cái nhìn sai chúng ta nhìn chúng ta không nhìn thấy. Xin Chúa giúp cho chúng ta là nhìn lại cái cuộc đời của mình dựa trên Kinh Thánh, dựa trên những gì sự sáng tạo, dựa trên khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã sáng lập chúng ta. Và khi chúng ta có cái nhìn đúng, tôi tin chắc chắn rằng cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi mà những cái tên những người mà đánh lưới, những người đánh cá như là Führer, Gia Cơ, Dân, những người này nghèo, những người này mà làm ăn chứ qua ngày, những người này là ai? Nhưng mà trong Chúa chứ nhìn họ là những môn đồ của Ngài, là những sứ đồ của Ngài. Ngài nhìn họ là những trưởng lão được đặt trên 12 ngai ở trên Israel. Hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Chúng ta nhìn vào follow và thấy đây là một người bắt bớ hội thánh, người gây lộn xộn trong hội thánh, và chúng ta cho họ rằng người này chẳng có là quậy phá, đừng đến gần họ, ngay cả cái sứ đồ thì nó cũng tránh follow sau này trở thành follow. Nhưng mà chúng ta biết Chúa dùng ông để mà đem cái tinh thần dường như gần hết cả các quốc gia thời đó. Nguyện Chúa sức dầu cho chúng ta trong giờ này để chúng ta hiểu được cái địa vị của chúng ta, hiểu được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời nhìn về chúng ta như thế nào, để chúng ta phải sống đúng như vậy. Trong Sách Ký đoạn 1 câu 28, Đức Chúa Trời phán thế này: chúng ta hãy dựng nên loài người như hình thể ta và giống như ta. Đức Chúa Trời nói gì? Ngài dựng nên loài người như hình của ảnh, hình thể của Ngài và giống như Ngài. Có nghĩa là chúng ta được dựng nên cái hình dáng của chúng ta và tất cả những gì của chúng ta đều giống như Chúa. Để làm gì? Chúng ta để ý chữ để gì? Để quản trị hay là để thống trị. Và Chúa giao cho con người ta để quản trị, thống trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và tất cả các loài bò mặt trên đất. Như vậy cái nguyên tắc khởi sự từ Đức Chúa Trời kia là dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên trái đất này, đặt con người trong đó, là con người được mang lấy cái giá trị. Không phải chúng ta nghĩ mình là ai, người khác nói chúng ta là ai, chúng ta nghĩ mình như thế nào, chúng ta có thể làm được điều gì, nhưng mà giá trị chúng ta không dựa trên tất cả như vậy. Nhưng mà giá trị chúng ta được đúc thành khuôn, được đúc thành khuôn rồi, alleluia, mà bởi do chính Đức Chúa Trời định hình thì chúng ta. Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 1 câu 27 nói tiếp: Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. Như vậy đầu tiên Đức Chúa Trời dựng nên loài người để quản trị và thống trị tất cả mọi loài, trong đó gồm có người nam và người nữ. Không có phải người nữ hơn người nam, hay là người nam hơn người nữ, không phải người này người kia, nhưng mà dựng nên chúng ta cùng là một người trong hình ảnh, là một nhóm người hay cùng loại người ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời để quản trị và thống trị trái đất này. Câu 26 chúng ta đã nói rằng Chúa dựng nên chúng ta như hình thể của Chúa để quản trị và thống trị. Câu 28: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sinh sản, gia tăng, đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.
Nào, cái chữ quản trị hay thống trị trong tiếng Việt của chúng ta đó, trong nguyên văn tiếng Hebrew là rada, có nghĩa là bước xuống trên hay là đạp lên trên, là ở quyền ở trên. Đó tại sao mà khi mà Chúa nói với Giô-suê rằng bằng chân ngươi đến đâu tôi ban cho ngươi, cái ý nghĩa kế tiếp là khiến cho bị khuất phục. Cụ thể có nghĩa là có thể làm, thậm chí có thể làm cho sụp đổ, có quyền thống trị, thống thế, cai trị hay là trị vì. Tiếng Việt chúng ta dịch ra là chữ quản trị, và tôi nghĩ rằng cái người mà dịch ra cái chữ này là quản trị, còn có quản lý và thống trị trên. Nhưng mà dù sao tôi vẫn thích cái chữ thống trị hơn, bởi vì nó mang tính cách rất là mạnh mẽ, tức như là thống trị trên đó và cai quản tất cả mọi thứ. Thi Thiên 103 câu 19, Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa lập ngôi Ngài trên trời, quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật. Như Chúa dựng nên tất cả mọi thứ và quyền của Ngài trên tất cả mọi vật Ngài dựng nên. Thi Thiên 115 câu 16, cách từng trời cao nhất thuộc về Chúa, nhưng Ngài ban đất cho loài người. Tất nhiên là Đức Chúa Trời Ngài là đấng thống trị trên tất cả mọi vật, gồm có hữu hình và vô hình. Ngài dựng nên cái vũ trụ này, trong đó có quả đất, và Ngài giao cho loài người quản trị quả đất này ở dưới quyền của Ngài. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy giống như là một quốc gia lớn giống như nước Anh, đi đến những quốc gia giống như là Ấn Độ, đến Úc Châu, đến New Zealand, một số quốc gia đó họ chiếm đất đó và họ lập cái vùng đất đó, và họ gửi người đến để mà cai trị trên cái vùng đất đó. Và những vùng đất đó là thuộc địa của họ. Tuy nhiên nước Úc trước đây là thuộc địa của Anh. Và nữ hoàng sai phái một người nào đó qua bên nước Úc này để mà coi cả nước Anh. Người đó là đại diện Chúa, và người đó có được quyền làm tất cả những điều gì người đó muốn làm trên nước này, và dưới cái quyền sự chỉ thị từ ở trên nữ hoàng hay là vua của nước Anh. Cho nên loài người chúng ta được Chúa dựng nên để thống trị hay là quản trị đất và những vật trên đất. Và Adam có quyền trên mọi loài vật, kể cả con rắn là Satan. Chúng ta nhớ Chúa ban cho Adam quyền trên tất cả mọi vật, mọi loài vật, trong đó có con rắn là Satan. Đức Chúa Trời giao quả đất cho loài người quản trị hay là thống trị. Họ được quyền thống trị hay quản trị trên mọi loài Ngài dựng nên. Chúa không cho con người tôn giáo, nhưng mà cho con người mối quan hệ, mối quan hệ với Chúa, mối quan hệ với con người. Chúa ban quyền cho loài người canh tác và gìn giữ, tức như là tạo nên và gìn giữ nó. Cái gì mà chúng ta không quản trị thì cái đó sẽ thất bại. Không chỉ một thứ mà nhiều thứ. Ví dụ như nếu chúng ta không quản trị cái tánh tình của chúng ta, chúng ta kiểm soát cái tánh tình của chúng ta, những cảm xúc của chúng ta, thì chúng ta sẽ đem đến cái mối quan hệ đổ vỡ với người khác. Nếu chúng ta có một cái tánh nóng giận chẳng hạn, chúng ta không kiểm soát tánh nóng giận của chúng ta đi đến chỗ làm của chúng ta và chúng ta nóng giận, chúng ta sẽ mất việc. Chúng ta bỏ việc đó, chúng ta đi chỗ khác. Chúng ta có nóng giận ở trong nhà chúng ta đó, thì có thể vợ chồng và con cái bỏ nhà đi. Cho nên cái gì mà chúng ta không quản trị nó thì cái đó nó sẽ trở nên sụp đổ, nó mất mát. Chúng ta không quản trị tiền bạc, nếu tiền bạc không phải quản trị không đúng đó, thì gia đình sẽ xáo trộn, thậm chí ly dị nữa. Cho nên ở đây cho chúng ta biết là Chúa dựng nên chúng ta để mà quản trị cho thống trị. Điều gì mà chúng ta không quản trị cho thống trị đó thì đó sẽ là một nan đề cho chúng ta. Cho nên để mà thống trị hay để quản trị những gì Chúa giao cho chúng ta, tiên chúng ta phải quản trị chính mình, trên tội lỗi, trên sự cám dỗ, trên những thói quen xấu, những ảnh hưởng xấu của bạn bè xung quanh. Chúng ta phải biết chọn lựa,
chúng ta quản trị sức khỏe và tiết độ. Chúng ta nhớ câu chuyện của Cain, khi mà Cain giận gầm mặt với em của mình, ông ta giận em của mình. Chúa nói gì? Chúa nói rằng tội lỗi đang ở trước cửa ngươi mà nó rình ngươi và thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải cai trị nó, phải quản trị nó. Nhưng mà Cain không làm điều này, cho nên cuối cùng Cain giết em mình. Và sau khi chúng ta quản trị chính mình, chúng ta gồm sau đó chúng ta hôn nhân của mình, con cái của mình, tiền bạc của mình, công việc làm của mình và chức vụ. Và đấy là điều, và có nhiều điều cái khác chúng ta có thể kể ra trong bất cứ điều gì mà Chúa giao cho chúng ta. Cho nên cái nhìn về cuộc sống và thế giới sẽ quyết định tinh thần và lãnh đạo của chúng ta. Bởi vì chúng ta là người quản trị và người Chúa đặt để thống trị, cho nên chúng ta là cái người lãnh đạo. Và cái nhìn cuộc sống của chúng ta và thế giới xung quanh, cái nhân sinh quan của chúng ta như thế nào sẽ quyết định chúng ta sẽ lãnh đạo những cái điều đó như thế nào. Thế nhưng nếu chúng ta là cái người mà nhìn trong sự nhút nhát, nhìn mình không làm được gì cả, mình học không xong, mình không có tài năng gì hết, thì sẽ quyết định cái cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn cái điều gì mà chúng ta cứ sợ hãi và chúng ta không dám làm, cuộc đời chúng ta chẳng có thể làm được cái gì cả. Cho nên cái quan điểm đúng là có cái nhìn định hình, cái nhìn đúng, cái nhìn thánh giá trị của người lãnh đạo mà Chúa muốn chúng ta nhận. Người lãnh đạo, cái người mà cai trị mà Chúa đặt chúng ta trong cái cõi đầu tiên từ trong vườn Eden. Cho nên sự sức giàu đến từ cái chỗ quản trị, là chỗ cai trị. Chúa Giêsu vâng phục cha Ngài, Ngài chịu lụy cha mẹ, Ngài vâng phục cha mẹ, Ngài chiến thắng cám dỗ, Ngài chiến thắng Satan, chiến thắng cả thế giới. Do đó ở đây cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng, hãy nói với chính mình là tôi được dựng nên để quản trị và thống trị. Tôi được dựng nên để quản trị và thống trị. Tôi đã được dựng nên, Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi để quản trị và thống trị. Đó là điều chúng ta phải in đậm ở trong trí của chúng ta, trong lòng của chúng ta. Chẳng bao giờ quên. Cho nên bất cứ điều gì sai trật trên cuộc đời chúng ta có quyền cai trị cho nó. Chúng ta có quyền thay đổi nó, chúng ta có quyền sửa chữa nó. Đó là cái được chúng ta được sinh ra để làm con người giống như vậy. Câu hỏi là chúng ta nhìn thấy mình như thế nào? Chúng ta thấy hình con mèo, khi nó nhìn vào trong gương của nó nhìn thấy nó còn sư tử. Con chó bên này thì rất lớn, nhìn vào bên trong nó thì nó nhỏ xíu. Còn con mèo bên đây nó nhìn thấy mình. Cho nên lãnh đạo không phải học. Muốn trở thành một cái người mà hiểu được cái quy quyền thống trị cai trị, mình không phải học, mà chúng ta phải khám phá. Khám phá cái gì? Khám phá Chúa nói gì về mình, Chúa có cái gì dành cho mình. Sau khi chúng ta khám phá Chúa nói gì về mình, Chúa có cái gì dành sẵn cho mình, rồi sau đó chúng ta nhìn mình thấy mình như thế nào. Có nhiều người chúng ta đi học trường Kinh Thánh, chúng ta đi học ngay cả trường Kinh Thánh, chúng ta học sách, chúng ta đi đến những hội nghị này, hội đầu kia, vân vân, chúng ta nghe những bài giảng rất hay, nhưng mà chúng ta chỉ nghe cho kiến thức mà chúng ta không nhìn về chính mình. Kinh Thánh nói là chúng ta lời Chúa như cái gương, chúng ta phải nhìn vào để chúng ta soi. Để coi cái đời sống của chúng ta đây với cái gương mà lời của Chúa nói nó có phù hợp với nhau. Như vậy cái cuộc đời của chúng ta là phải khám phá mình ở trong Chúa. Tiếng Anh chữ identity, tức như là khám phá được cái lý lịch của chúng ta trong Chúa là như thế nào, khám phá ra cái giá trị của chúng ta ở trong Chúa là thế nào, khám phá ra cơ nghiệp của chúng ta trong Chúa là gì. Bản cũ tức là khám phá gia tài của chúng ta trong Chúa là gì. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để lòng để chúng ta suy gẫm điều này suốt cuộc đời chúng ta. Đó tại sao Phaolô nói rằng cái điều mà ông coi tất cả những gì ông thành đạt trong cuộc đời của ông coi là sự lỗ, nó là rơm rác như sự nhận biết về Chúa Giêsu Christ là điều quý giá hơn. Bởi vì sau khi ông biết Chúa Giêsu nhiều thế nào thì ông biết ông nhiều thế nào. Alexander Đại Đế nói thế này: tôi không sợ một bầy sư tử có con trù lãnh đạo, nhưng sợ một bầy trù có sư tử lãnh đạo.
Quyết định của chúng ta nhìn về chính mình như thế nào sẽ quyết định chúng ta dẫn dắt người khác đi đến đâu. Và nếu chúng ta nhìn của mình mà thấp hèn, chúng ta sẽ có những con người theo sau chúng ta là những người thấp hèn. Nhưng mà nếu chúng ta là những người mà nhìn thấy sự vĩ đại mà Chúa dành cho mình, nhìn thấy sự vĩ đại của Chúa cho người khác, thì chúng ta sẽ dẫn dắt người đó đến những chỗ. Có người nói một câu như thế này: thà làm sư tử một ngày hơn là làm trù suốt đời. Thà làm sư tử một ngày hơn là làm trù suốt đời. Vì chọn có đường nào? Chọn làm trù à, chọn làm sư tử. Chúng ta nhìn mình thế nào giống như con sư tử nó nhìn con voi. Con sư tử nó thấp hơn con voi, ngắn hơn, nó nhỏ, ngắn hơn con voi, nó nhỏ hơn con voi khoảng 30 lần, nó nhẹ hơn con voi khoảng 30 lần, nó yếu hơn con voi cả 60 lần. Nhưng mà cái nhìn con voi nó nhìn gì? Đây là bữa ăn tối của tôi. Không còn biết con voi nó lớn cỡ nào, không còn biết nan đề nó là như thế nào, không biết kẻ thù đó là như thế nào, không biết là cái sự thiếu thốn xảy ra như thế nào, không cần biết cái vấn đề của hội thánh như thế nào. Nhưng mà cái nhìn của cái con sư tử là gì? Cái người mà chúa tể, cái chúa tể sơn lâm, cái nhìn của một người mà được dựng nên để biết mình được sinh ra để quản trị, để cai trị. Thế nhưng nan đề của mình là thức ăn của mình. Đó là khác biệt giữa giữa Giô-suê và Ca-lép và cả dân Israel. Dân Israel, nhất là 12 người thám tử, đặc biệt 12 thám tử đi qua do thám xứ Canaan, và 10 người về, nói rằng kẻ thù của chúng ta, những người mà Canaan nó to lớn dền dàng, còn chúng ta giống như châu chấu cao cào, họ mà ăn nuốt chúng ta. Còn Giô-suê và Ca-lép nhìn thấy gì? Họ là thức ăn Chúa cho chúng ta. Họ là cơ nghiệp chúng ta. Những thành trì đó, những người khổng lồ đó là thức ăn và cơ nghiệp Chúa dành cho mình. Chúng ta nhìn như thế nào, nó sẽ là thức ăn của chúng ta. Hoặc là chúng ta bị ăn. Nó sẽ lựa chọn giống như thôi. Không có gì khác. Một là bị ăn, hay là sẽ là thức ăn của chúng ta. Chúng ta thấy sư tử nó ăn thịt cả một con voi rất là lớn, không biết hơn nó bao nhiêu lần. Do đó, tôi ước mong hôm nay ta bắt đầu thay đổi cái nhìn của chúng ta, cái nhìn đúng với Kinh Thánh, điều mà chúng ta cần biết. Giá trị của chúng ta đã được định từ buổi sáng thế rồi. Vấn đề nó không phải là ai nghĩ về mình như thế nào. Lắm khi chúng ta hãy quan tâm người khác nghĩ về chúng ta, lắm khi chúng ta quan tâm những lời phê bình người khác về chúng ta, lắm khi chúng ta để lòng nhớ câu nói người khác nói mình nó cả chục năm rồi mà người kia không hề nhớ họ nói cái gì. Chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta cay đắng, chúng ta bỏ nhà thờ, chúng ta không tiếp tục hầu về Chúa nữa, chúng ta chán nản. Vấn đề không phải người khác nói, người khác làm gì, người khác suy nghĩ như mình, nhưng vấn đề là chúng ta biết rằng Chúa nghĩ về chúng ta như thế nào và Ngài nói về chúng ta như thế nào. Đó là điều quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta. Rồi ngoài cái đó là chúng ta nhìn thấy mình và nhìn thấy người khác như thế nào đó. Không phải chúng ta nhìn mình không mà thôi, mà chúng ta nhìn thấy người khác như thế nào. Khi mà chúng ta nhìn mình đúng trong ánh mắt của Chúa, đúng như những gì Kinh Thánh đã nói, đúng như những gì Chúa nghĩ về chúng ta, nhìn đúng như những gì mà Chúa thấy chúng ta sẽ trở nên như thế nào, cũng như khi mà Chúa nhìn vào Abraham thì Ngài nhìn thấy ông ta không phải không có con, mà nhìn thấy ông ta là tổ phụ cả một dân tộc lớn. Nếu chúng ta đưa mình vào nhìn thấy được gì Chúa thấy chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi, số phận của chúng ta thay đổi, gia đình của chúng ta thay đổi, hội thánh chúng ta và tất cả mọi sự thay đổi. Do đó, sống hay chết dựa trên cái sự suy nghĩ, cái nhìn của chúng ta.
chúng ta nên chọn lựa phước hạnh hay rủa xả, chúng ta chọn lựa vui mừng hay là buồn rầu, chúng ta chọn lựa hạnh phúc hay là đau khổ, chúng ta chọn lựa giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, thành công hay thất bại, tất cả điều này nằm ở trong cái nhìn của chúng ta, có biết chúng ta được sinh ra để quản trị hay thống trị hay không? Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ đến chúng ta đó là quyền quản trị chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa, trong sự vâng lời và trong sứ mạng. Cái quyền quản trị mà tôi nói đến chia sẻ chúng ta được sinh ra, cái quyền này nó nằm ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự vâng lời và trong sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta. Sách Ký Đồng 2 câu 15 đến câu 17, Chúa Đức Chúa Trời đặt, đem người đặt vào trong vườn Ê-đen để canh tác và chăm sóc vườn. Chúa Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người rằng con có thể ăn bất cứ cái cây nào trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái đó chắc chắn con sẽ chết. Nào, chúng ta biết rõ rằng khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva thì Thánh Linh của Chúa hà hơi ông và ông trở nên một loài sinh linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa đến, Chúa gặp Adam vào trong mát và đến nói chuyện với ông. Cho nên Adam có mối tương giao với Chúa. Và kế tiếp, điều kế tiếp mà Chúa nói với Adam đó là Chúa ra lệnh cho ông là canh tác vườn, cái vườn Ê-đen mà Chúa giao. Canh tác hay là cả quản trị hay là cai trị trên cái gì mà Chúa giao cho ông ta. Và thứ ba là Chúa nói khỏi vâng lời. Cây ở giữa vườn tên là cây biết thiện ác, con không được ăn nó. Nếu con ăn nó, con chắc chắn sẽ chết. Đó là ba cái điều mà khiến cho cuộc đời của Adam sống đời đời ở trong vườn Ê-đen. Ba điều này khiến ông sống hạnh phúc trong vườn Ê-đen. Ba điều này khiến ông sống vui vẻ, sống bình an, sống thành công, sống hạnh phúc ở trong vườn Ê-đen. Có ba điều này. Nhưng mà đáng tiếc, Adam đã nghe lời vợ của ông. Sau đó Ký Đoạn 2 câu 15 đến câu 17, Ngài phán cho Adam: thì con đã nghe lời vợ ăn trái cây ta đã truyền lệnh đừng ăn, nên đất đai bị rủa xả vì con. Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh lên các loài gai gốc và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, cho đến ngày con trở về đất. Con từ đất mà ra, vì con là bụi đất, con sẽ trở về với bụi đất. Và Chúa nói với người nữ là bà Eva thế này. Và Chúa cũng nói với con rắn: ta sẽ làm cho mày, là Chúa nói con rắn, và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ ù nghịch nhau. Người sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót người. Ở đây Chúa muốn nói đến cái cuộc xung đột giữa dòng dõi của bà Eva được sinh ra và con rắn hay là Satan. Chúng muốn nói với bà thêm nữa, ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén. Con sẽ đau đớn khi sinh nở, dục vọng con sẽ hướng về chồng và chồng sẽ quản trị con. Ở đây cho chúng ta thấy người nữ sẽ bị ảnh hưởng đau khổ nhiều ở nơi người đàn ông. Bởi vì người đàn ông nữ được Chúa đặt cái quy luật của ta đây, bởi vì bà không nghe lời cho nên cái dục vọng của bà xu hướng về chồng của bà. Cái hạnh phúc và đau khổ tùy thuộc nơi ông chồng. Do đó những người nữ phải khôn ngoan chọn lựa chồng, cầu nguyện với Chúa. Không phải chọn lựa gặp ai có tiền, gặp ai giàu có, ai ăn nói ngọt ngào hay có tài năng mà chúng ta chọn. Hãy chọn kỹ và cầu nguyện Chúa. Bởi vì cuộc đời chúng ta, hạnh phúc chúng ta nằm ở trong tay cái người đàn ông. Cho nên sau khi loài người phạm tội thì cái hậu quả đó là tội lỗi càng nhiều hơn, dẫn đến sự chết, có những quyết định sai lầm trong cuộc đời của họ.
họ đánh mất cái địa vị quản trị, họ đánh mất được cái giá trị mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, cái quyền thống trị và cai trị mà Chúa đặt họ, giao cho họ. Và cái quyền này nó được chuyển giao lại trong tay của Satan. Đó tại sao khi mà Chúa Giêsu gặp Satan ở tại đồng vắng, và Satan nói rằng hãy quỳ xuống trước mặt ta sẽ trao người tất cả mọi thứ trên đời này, cả thế gian và sự vinh hiển này trong tay ta sẽ giao cho người, ta cho người, những người quỳ xuống tại ta. Cho nên chúng ta thấy là cái quyền của Adam từ thở đầu tiên đó là Adam đã chuyển giao, bởi vì ông không vâng lời Chúa, cho nên ông nghe lời con rắn và ông đánh mất cái quyền Chúa giao cho mình, ông đánh mất luôn sứ mạng mà Chúa giao cho mình. Cái tiếp là tự ý thức, bắt đầu ý thức được những cái sai lầm, lương tâm cán rứt, xấu hổ, tự ti mặc cảm, sống trong sự sợ hãi, sống vất vả cực khổ, sống tranh đấu, sống thiếu trách nhiệm. Bởi sao? Bởi vì chúng ta đánh mất được cái vị trí và giá trị đầu tiên mà chúng ta đã được Chúa ban cho. Rồi thất bại mọi thứ, thất bại hôn nhân, gia đình, sự nghiệp hay cả sứ mạng. Chúng ta nhìn thấy cái gương của ông David, khi mà ông hết lòng tìm kiếm Chúa, ông vâng lời Chúa, ông đánh đâu cũng thắng đó. Từ một cậu bé chăn chiên không ai biết tên tuổi, Chúa làm cho ông nổi tiếng, Chúa khiến ông chinh phục các quốc gia. Nhưng mà khi David phạm tội với bà Bathsheba, chuyện gì xảy ra? Chỉ một lần thôi, lần duy nhất thôi. Khi ông phạm tội với bà Bathsheba, con của ông, con trai con trong gia đình, con trai con hãm hiếp con gái cha các mẹ, đó là người em cùng cha các mẹ. Absalom hãm hiếp Tama. Rồi sau đó Absalom hãm hiếp luôn cả những người mà vợ của ông đó. Và hãm hiếp ở trên nóc nhà. Rồi chuyện gì xảy ra? Cái ngai vua của ông cũng bị con của ông nó chiếm. David chưa bao giờ bị tủi nhục giống xấu hổ và tủi nhục giống vậy. Kinh Thánh còn cho biết là khi mà Absalom mà săn lùng bắt ông, ông phải bỏ chạy mà không đem ăn dắt theo luôn. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy là khi mà con người phạm tội đó, thì cái quyền lực của Satan đó, họ đeo đuổi họ và họ đánh mất rất là nhiều thứ. Chỉ có những người ở trong sự hiện diện của Chúa, vâng lời và đi trong sứ mạng, là người được Chúa ban cho cái quyền quản trị tầm cỡ quốc gia. Joseph, một cái gương cho thấy. Chúng ta thấy Daniel, ngày ông cầu nguyện 3 lần, ông biệt riêng mình ra không bị cám dỗ. Joseph cũng không để cho sự cám dỗ trên đời sống, nhẫn nại chờ đợi. EZT, một cô gái được biệt riêng ra trinh trắng, dành cho vua, dành cho sứ mạng, Chúa sử dụng bà. Chúng ta thấy Haman tìm cách để giết dân Israel, dân Giu-đa, dân Giu-đa. Khi mà bà EZT được thách thức để đến xin vua Asiru để cứu dân tộc của bà có thể mất mạng nếu bà làm điều này. Nhưng mà bởi vì bà can đảm và tin nơi Chúa và kiên ăn và biệt riêng mình đã đến với Chúa. Ta biết gì không? Ngoài việc mà Haman bị treo lên cây một mình, cái của cải mà của Haman nó thuộc về bà, nhà của Haman thuộc về bà. Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn dùng cái thù của chúng ta mà để ban phước cho chúng ta nếu chúng ta chiến thắng. Nếu chúng ta sợ hãi nó thì nó sẽ ăn nuốt chúng ta. Các môn đệ Chúa Giêsu cũng giống vậy. Họ như biệt riêng ra cho Chúa, cầu nguyện vâng đức sứ mạng. Họ đi từ nơi này đến nơi khác, giảm tin lành. Chỉ mất từ này đến được. Chúng ta nhìn nơi Mô-xe, ký đồng 33. Câu 13 đến câu 16.
Ông thưa với Chúa thế này: ý con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa. Nếu con được, nếu con mà được Chúa vui lòng, không phải cho con cái nhà cao cửa rộng, không phải cho con tiền, cho con được lên, được thăng chức, không. Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin cho con biết Chúa để con được nhận thêm những đặc ân của Ngài. À, những đặc ân đó để làm gì? Đặc ân đó để là vì dân sự của Chúa, không có gì ốc. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa. Kế tiếp Chúa trả lời ông rằng: chính ta sẽ đi với con và cho con được an nghỉ. Chúng ta thấy đây Chúa nói ông là nếu mà ta đi với con, khi mà ta đi với con, ta sẽ đi với con thì con sẽ yên nghỉ. Cái năng đề con giống như là con làm chơi mà ứng thiệt. Ôi sao phải lo lắng tranh đấu vậy? Ngôi xe thưa: nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi khỏi đây. Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa vui lòng nếu Chúa không đi với chúng con? Vì Chúa đi với chúng con sẽ phân biệt con và dân Chúa với tất cả các dân tộc khác trên mặt đất. Cái gì Môi-se đã xin Chúa điều gì? Xin Chúa cho ông được ơn để ông biết Chúa, ông được ơn để gặp Ngài. Và chúng ta kêu ông xin Chúa, xin Chúa cho con được thấy sự hiện diện, thấy được vinh quang của Chúa. Ông đã thấy Chúa ở ngọn núi Sinai rồi, nhưng mà ông thấy Chúa mặt đối mặt. Và đấy là điều mà khiến cho cuộc đời của Môi-se khác biệt tất cả những người khác trên thế giới. Điều này cũng khiến dân Israel trong thời đó cũng khác tất cả dân khác trên thế giới. David cũng vậy. Chi tiên đoạn 27, câu 2, câu 4: khi những kẻ ác xông đến định ăn thịt tôi, những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi, chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào. Dù cho một đảo quân bao vây tôi, lòng tôi sẽ không sợ. Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi vẫn vững lòng. Tôi đã xin Chúa một điều là điều tôi sẽ tìm kiếm, ấy là tôi được ở trong nhà Chúa đến suốt đời, để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền thờ Ngài. Chúng ta thấy David tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên khi mà ông tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, tất cả năng đề của ông Chúa xử lý, kẻ thù của ông Chúa xử lý. Ngày hôm nay có nhiều người không tìm kiếm Chúa, chạy đến mục sư này cầu nguyện cho tôi, mục sư kia cầu nguyện cho tôi, tiên tri này cầu nguyện cho tôi, nhưng mà cuối cùng chẳng thấy thay đổi. Tại sao vậy? Tại Chúa muốn là tìm Chúa cho chính mình, không phải người khác tìm Chúa cho chúng ta. Và nếu chúng ta muốn kẻ thù của chúng ta nó phải lánh xa chúng ta, nó bỏ chạy sau lưng của chúng ta, chúng ta muốn kẻ thù chúng ta không còn hà hiếp chúng ta nữa, thì chính chúng ta phải tìm Chúa cho mình. Cảm ơn Chúa có những người cầu thai cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tìm Chúa. Chúng ta phải biết Chúa cho chính mình. Mức độ chúng ta biết Chúa, mức độ chúng ta biết được giá trị chúng ta trong Chúa, là sẽ quyết định kẻ thù của chúng ta nó sẽ chạy chúng ta vào xa, chạy khỏi chúng ta vào xa, chạy khỏi gia đình chúng ta vào xa. Điểm thứ ba mà chúng ta sẽ nói đến đó là Chúa Giêsu đắc thắng Satan và giao quyền thống trị lại cho chúng ta. Adam đã đánh mất cái quyền này, nhưng mà Đức Chúa Trời không muốn Satan tiếp tục giữ, bởi vì nó đã lừa gạt Adam để lấy quyền này, và Chúa Giêsu phải xuống thời gian này. Tại vì cái quyền của Chúa giao cho Adam là Chúa giao cho con người, và muốn lấy lại phải là con người lấy lại. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu trở thành con người và Ngài thắng Satan trong mọi lĩnh vực, để từ đó Ngài mới có quyền trên Satan. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 như thế này: vì có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, tức là con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ được đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Chúng ta thấy đây Chúa Giêsu đã được sinh ra với một sứ mạng, trong sứ mạng của Ngài là gì? Để cai trị, để thống trị. Nó đã được đặt trên vai của Ngài,
Và quyền thống trị đó đã được có rồi, nhưng mà Ngài phải đi qua một cái quá trình. Đó là phải được trở nên con người, phân phục cha mẹ mình. Vâng vâng, chúng ta sẽ nói đến điều này. Matthew đoạn 4 câu 1. Sau khi Chúa Giêsu chịu báp têm, Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. Có những lúc Chúa đưa chúng ta vào trong những hoàn cảnh thử thách chúng ta. Lý do Chúa thử thách chúng ta để gì? Ngài ban cho chúng ta tăng thêm uy quyền cho chúng ta. Cho nên đừng có sợ thử thách, đừng có sợ hoạn nạn, đừng có sợ đau khổ, bởi vì cái uy quyền của chúng ta nằm ở trong cái sự thử thách đó. Cái sự sức giàu của chúng ta nằm trong sự thử thách đó. Cái quyền cai trị, cái quyền thống trị chúng ta nằm ở trong cái thử thách đó. Nếu mà chúng ta vượt qua được thì cái quyền đó được trao cho chúng ta. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, khi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ thì rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ coi hành trình của Chúa Giêsu ha. Luca đoạn 2 câu 51-52. Chúa Giêsu theo cha mẹ về Nazareth và tùng phục họ. Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng với Chúa Trời và loài người. Dù Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài xuống thế gian này, nhưng Ngài vẫn phân phục Mary và Joseph, họ là cha của mình. Và những bậc cầm quyền, ngay cả Chúa Giêsu cũng đóng thuế. Matthew đoạn 4 câu 1, chúng ta biết Chúa Giêsu được Thánh Linh đưa vào trong đồng vắng cám dỗ. Satan cám dỗ Chúa Giêsu khi mà ngày thứ 40, khi mà ngày đói, rất đói, nó cám dỗ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu trả lời điều gì? Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhờ mỗi lời phán của Đức Chúa Trời. Adam thất bại bởi vì ăn, còn Chúa Giêsu thắng bởi vì Ngài không ăn. Ngài không ăn có nghĩa là Ngài không phải là không muốn ăn, nhưng mà Ngài không ăn theo những cái sự cám dỗ của Satan cám dỗ Ngài. Khi Satan cám dỗ Chúa để mà nhảy từ trên đền thờ nhảy xuống, để cho mọi người biết rằng Ngài là con của Chúa Trời. Chúng ta luôn luôn để hai cái cám dỗ này luôn luôn nằm ở chỗ là cái identity, hay là cái chúng ta là ai, Chúa Giêsu Ngài là ai. Sau khi Chúa Giêsu được được Đức Chúa Trời nói rằng đây là con yêu dấu của ta, thì sau đó Satan cám dỗ Chúa Giêsu về cái danh xưng con của Đức Chúa Trời, vị trí của Ngài, cái giá trị của Ngài. Và lúc khi Chúa Giêsu nhảy từ đền thờ xuống để cho mọi người thấy được Ngài là ai, và Chúa Giêsu trả lời gì? Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh trả lời. Kinh Thánh cũng chép rằng đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Rồi Satan đưa Chúa Giêsu lên trên ngọn núi cao và cho Ngài thấy tất cả những cái thế gian này với sự huy hoàng của thế gian. Và nó nói Chúa Giêsu là Ngài quỳ xuống và nó sẽ cho Ngài tất cả. Chúa Giêsu không phải trả giá gì trên, có liền ngay tất cả. Đó là tại sao nhiều con cái Chúa chúng ta không bước vào trong quy quyền thống trị này của Chúa cho, bởi vì chúng ta chọn con đường tắt, chọn con đường dễ dàng, hay con đường không phải con đường mà Chúa muốn mình đi. Con đường thập giá đi khó quá, con đường mà chết chính mình khó quá, con đường nhịn nhục chịu khó chịu quá, con đường tha thứ khó quá. Đó là tại sao chúng ta không có quy quyền, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không muốn trả giá. Và Chúa Giêsu trả lời Satan này: hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta, vì Kinh Thánh chép hãy thờ lại Đức Chúa Trời và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu muốn nói gì được tại đây? Chúa Giêsu muốn nói rằng cho Satan biết rằng là Ngài chỉ thờ phụng Đức Chúa Trời, phục vụ cha của Ngài, vâng lời cha của Ngài. Chấm hết. Cho nên khi Chúa Giêsu vâng phục cha Ngài, chịu lụy cha mẹ Ngài, Ngài đắc thắng sự cám dỗ, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sau khi đắc thắng cám dỗ ở đồng vắng 40 ngày, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu mặc lấy quyền, đầy dẫy quyền năng Thánh Linh. Và bắt đầu Ngài đi giảng đạo, chiến thắng Satan, Ngài đi đến đâu, phép lạ dấu kỳ xảy ra tại đó, khiến người chết được sống lại, người mù được thấy, người biết được nghe. Cho nên vâng lời nó đưa chúng ta vâng lời, chịu đựng những thử thách,
chịu đựng những sự vượt qua những sự cám dỗ, nó khiến chúng ta được sức dầu để quản trị. Và khi Chúa Giêsu có tất cả điều này, Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Giêsu có sự sức dầu không chừng mực. Chúng ta muốn có sự sức dầu không chừng mực, không phải người khác cầu nguyện, nhưng mà những cách thắng mà chúng ta có được dẫn đến ta sự sức dầu. Và khi Chúa Giêsu đắc thắng, và sau khi Ngài chết và Ngài đã đắc thắng sự chết và Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu nói với môn đệ của Ngài rằng tất cả các thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy làm cho muôn dân thành môn đệ ta và làm phép tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho con, và này ta hằng ở với con luôn cho đến tận thế. Khi Chúa Giêsu chiến thắng Satan, Ngài đối diện với Satan và chiến thắng, và Ngài chiến thắng sự chết và sự sống lại. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã xé tất cả từ giấy nợ, tất cả khế ước mà của chúng ta, nó dịch lại cùng chúng ta, Chúa Giêsu xé bỏ tất cả. Cho nên khi chúng ta được tin Chúa, tất cả những cái điều gì mà tội lỗi chúng ta, những sự rủa xả chúng ta, tất cả những đời sống chúng ta được Chúa Giêsu xé bỏ. Và khi Chúa Giêsu xé bỏ xong, Ngài mua chuộc chúng ta, chúng ta nhớ cái chúng ta là redeem, Ngài mua chuộc chúng ta, Ngài mua chuộc chúng ta thôi, vàng bạc đá quý, mua chuộc chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài. Và bởi vì chúng mua chuộc chúng ta, cái giá mà trả mua chuộc chúng ta, cho nên chúng ta thuộc về Ngài. Bởi vì giá mà chúng mua chuộc chúng ta, cho nên thân của Chúa Trời ngự ở trong chúng ta. Và vì thế Chúa Giêsu trao cái uy quyền này lại cho chúng ta. Chúa giao cái uy quyền là cái uy quyền mà Adam đã đánh mất, giao lại chúng ta. Và tại sao Phaolô nói rằng cả thế gian này đang quẳng thắt trông chờ sự hiện ra của con cái của Đức Chúa Trời? Tại sao cả thế gian này đang trông đợi điều này? Mình là con cái của Chúa rồi, tại sao còn trông đợi nữa? Sự trông đợi của những con cái của Chúa hiểu được vương quyền thống trị Chúa dành cho mình, hiểu được cái vương quyền bởi Chúa là vua và Ngài giao cái quyền này, cái quyền là vua của Ngài cho chúng ta. Đây là vương quyền Chúa dành cho chúng ta. Chúa giao cho, thứ tư chúng ta nói Chúa giao cho con người canh tác và chăm sóc. Sách-ký đoạn 2 câu 15, Đức Chúa Trời đem người đặt vào trong vườn Ê-đen để canh tác và chăm sóc vườn. Trong Sáng Ký đoạn 1 câu 28 đến câu 31, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán hãy sinh sản, gia tăng đầy dãy mặt đất và thống trị đất. Và Chúa nói rằng hãy quản trị các loài, hay là thống trị các loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất. Và sau đó Chúa mới phán thế này: ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh quả kết hạt để làm thực phẩm cho các người. Như vậy Chúa cho loài người cái quyền quản trị trên đất này, thống trị trên đất này, trên các loài cả biển, và Ngài cũng ban luôn cho các loài rau cỏ ở trên đất này, những cái trái cây cho chúng ta làm thực phẩm cho chúng ta. Rồi câu 30, Chúa nói ta cũng ban tất cả các cây cỏ xanh. Thực sự ra đây nó là những loài hơn, thực sự là những loài mà thảo dược thảo mộc. Cho các thú vật, chim trời và mọi loài bò vật trên đất, mọi loài có sinh khí làm thực phẩm, thì có như vậy. Như vậy Chúa ban cho loài người cái gì gồm có cây cối, rau cải, vân vân, những loài có hạt, và Ngài cũng ban cho loài người những loài động vật để làm thực phẩm. Cái tiếp câu 31, Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên thấy rất là tốt. Đó là buổi chiều và buổi ngày thứ sáu, buổi sáng ngày thứ sáu. Chúng ta có để ý một điều rất là tuyệt vời ở đây không? Chúng ta trở lại Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy trong Sáng Ký đồng 1, ngày thứ nhất khi Chúa dựng nên ánh sáng, và Chúa nói điều đó là tốt lành. Dựng nên những cái ngày kế tiếp, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ ngày thứ năm, Chúa nói mỗi ngày được tốt, ngày được tốt, mỗi ngày được tốt.
Riêng ngày thứ sáu khi Ngài dựng nên loài người thì Chúa nói gì? Ngài nói là thấy rất là tốt. Tại sao Chúa nói thấy rất là tốt? Và bởi vì Ngài đã dựng nên tất cả mọi sự xong rồi, và Ngài giao cái này là cho loài người, và kể từ hôm nay loài người được quyền cai quản nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô nghiên cứu các câu thánh vừa rồi. Chúa tạo dựng nên cây cối và loài vật và chúc phước cho chúng để chúng sinh sản và kết quả để cho chúng ta làm thực phẩm. Chúa cũng chúc phước cho Adam và cho ông sinh sản và có kết quả. Adam và Eva, chúng ta nói chung là Ngài giao cây cối, loài vật, Ngài đã chúc phước cho ông. Rồi Ngài sai Adam canh tác và chăm sóc từ những gì mình có. Cho nên khi Adam chăm sóc những cái gì ông có đó, thì ông ta được hưởng từ những gì ông chăm sóc. Ông trồng trọt cái gì, ông chăm sóc cái gì, thì cái đó ông được hưởng, ông ăn từ những thức ăn mà do ông chăm sóc ra. Cho nên Adam vâng lời Chúa, cài xới, gieo trồng từ hạt giống. Hạt giống có nghĩa là gì? Những gì mà Chúa giao cho chúng ta. Cây cối hay bất cứ điều gì là những gì Chúa giao cho chúng ta. Và bất cứ điều gì mà Chúa giao trong chúng ta đó, và gồm có gia đình, gồm có mối quan hệ, gồm có tiền bạc, gồm có những talent, sự hiểu biết, những tài năng, hay là một vụ hầu của Chúa, nếu Chúa giao cho chúng ta đó, và chúng ta canh tác nó đó, chúng ta chăm sóc nó đó, và chúng ta trung tín với nó đó, thì nó sẽ là phần thưởng của chúng ta. Nếu chúng ta chăm sóc, kiên trì, trung tín, chúng ta làm điều này, thì đó sẽ là thức ăn và phần thưởng của mình. Đâu, tuyệt vời ở một cái chỗ cái này đó là Chúa đã chúc phước cho Adam, Chúa cũng đã chúc phước cho những cái loài cây cối và loài động vật, Chúa chúc phước và Chúa cho ông đặt thức ăn này. Nhưng mà Chúa đồng thời cũng chúc phước cho công việc tay của ông làm đó. Chúa chúc phước cho ông, cái gì? Chúc phước cho công việc tay của ông làm. Do đó khi mà chúng ta hiểu được nguyên tắc này, sau khi mà chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình qua Abraham, chúng ta là cái người trở thành nguồn phước rồi. Thì bất cứ cái điều gì ở trong tay của chúng ta, nó sẽ trở nên phước. Bất cứ gì ở trong tay của chúng ta mà chúng ta canh tác nó, chúng ta làm việc từ nó ra, thì chúng ta sẽ có phước. Phước nó đến từ nơi cái sự làm việc của chúng ta. Nhưng mà nó không xảy ra cho chúng ta theo như cách chúng ta nghĩ. Bởi vì khi Chúa dựng nên mà mọi loài đó, thì Chúa định cho nó mỗi loại cây nó phải tốn bao lâu nó mới ra trái. Có những loại cây sẽ tốn ra trái lâu hơn, có những loại cây sẽ ra trái nhanh hơn. Những loại rau cải chúng ta sẽ trồng nó ăn nhanh hơn, và có những loại rau cải tốn thời gian dài hơn để có nó. Và Chúa đã định tất cả thời gian này. Cho nên khi mà chúng ta hầu vị Chúa, chúng ta làm những gì giao cho chúng ta, cho trung tín trong chúng ta, chúng ta giao trung tín đó, mặc dù nó như thế nào chăng nữa, chúng ta trung tín đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ ban phước cho mình. Cho nên ông Phaolô nói thế này trong câu thứ nhất đoạn 3 câu 5 câu 8. Thế thì Apollo là ai? Phaolô là ai? Họ chỉ là những đầy tớ mà qua họ anh em đã tin. Như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Vậy nên mỗi người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời đấng làm cho lớn lên. Người trồng cái tưới đều như nhau, mỗi người sẽ được phần, được tiền công tùy theo công sức của mình. Chúng ta thấy không? Chúa thưởng chúng ta theo công sức của chúng ta bỏ ra. Do đó không có cái chuyện mà không mà để có cái tiền. Cho nên tôi có một người bạn, ông là tiên tri. Ông nói như thế này, ông nói rằng cái đồng tiền mà nhận từ mà chính phủ đó, khi mình không làm việc đó, cái đồng tiền đó là đồng tiền lúa xả. Bởi vì sao? Nhiều người họ làm và họ đóng thuế vô trong số tiền đó để nuôi những người mà khó khăn, những người kém may mắn, những người mà gặp thiếu thốn.
Nếu như chúng ta mà không có lý do gì mà chúng ta vẫn khỏe, chúng ta vẫn có thể làm việc được, mà chúng ta tránh chúng ta không làm việc đó, mà chúng ta nhận đồng tiền đó, thì đồng tiền nó sẽ rủa sạch. Và tôi thấy rõ điều này. Những người nương nhựa vào những đồng tiền đó không bao giờ mà thấy những cái sự tốt lành được, bởi vì nó đừng có nương dựa vào đó. Amen. Cho nên mà khi mà vợ chồng tôi, chúng tôi lấy nhau và vợ tôi chỉ có lúc mà đi học tiếng Anh đó, thì lúc đó vợ tôi được nhận cái số tiền mà lúc mà đi học thôi. Còn từ đó về sau, vợ chồng tôi không bao giờ nhận một đồng nào từ nơi chính phủ cả. Ngay cả những cái phúc lợi của những người lãnh lương thấp, chúng tôi cũng không nhận. Bởi vì chúng tôi tin rằng cái người mà giảng tin lành được nuôi bằng tin lành. Cho nên tôi khuyến khích chúng ta đừng có nếu chúng ta có khả năng làm việc, chúng ta vẫn có sức khỏe làm việc. Chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta, Chúa chúc phước cho công việc tay chúng ta. Và điểm thứ năm, Chúa muốn chúng ta canh tác và làm lợi ra. Tôi nghĩ là Chúa nhân từ, Chúa yêu thương, và chúng ta muốn làm sao chúng ta làm biến. Giăng đoạn 15 câu 1, câu 2 và câu 16 cho chúng ta biết thế này. Chúa Giêsu nói: ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Ở đây cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng muốn nhìn thấy kết quả. Chúng ta là nhánh, Chúa Giêsu là gốc nho, Đức Chúa Cha là người trồng nho. Nếu chúng ta không ra kết quả, Ngài chặt bỏ chúng ta. Dù chúng ta có kết quả chăng nữa, Chúa cũng tỉa sửa chúng ta, Chúa cho những thử thách, cho những cái hoạn nạn, cho những khó khăn đến để chúng ta càng ra trái nhiều hơn. Càng được sức dầu thì càng ra nhiều trái hơn. Cho nên nhiều người chúng ta muốn có sự sức dầu nhưng mà chúng ta không muốn kết quả cho Chúa. Chúng ta sẽ muốn có sức dầu để thấy tôi có quyền năng, người ta biết tôi này nọ, nhưng mà chúng ta cần có sức dầu để phục vụ, đem tin rằng trong câu 16, chương 15 câu 16, Chúa Giêsu nói thế này: không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để con đi được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi. Vì vậy Chúa không phải chỉ muốn cho chúng ta có kết quả không, mà Chúa muốn cái bông trái của chúng ta, kết quả chúng ta nó còn tồn tại lâu dài, tồn tại đến đời đời. Đó là điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, luôn mong đợi nơi chúng ta. Matthew đoạn 10, đoạn 25 câu 4 đến câu 30, riêng câu bắt đầu từ câu 20 chúng ta sẽ thấy thế này. Chúng ta biết câu chuyện về có ba người mà có được giao cho những cái talent đó. Câu 20, người đã nhận 5 talent đến đem 5 talent nữa và nói với thưa chủ, nó giao cho tôi 5 talent, cái này tôi đã làm lợi thêm 5 talent nữa. Cái người này được người chủ giao cho 5 talent, người chủ đi xa và giao cho 5 talent. Và người này khi mà ông chủ trở về thì 5 talent này cái người làm lợi gấp đôi là 5 talent. Chủ nói với người ấy rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tính kia, được lắm, người đã trung tính trong việc nhỏ, ta sẽ đặt cai quản nhiều. Hãy vào chung vui, chung hưởng niềm vui với chủ người. Chủ khen người này. Chú giao cho người này thêm nữa, 5 talent nữa để mà chúng ta chăm sóc. Rồi. Câu 26. Về một cái người đệ tớ có 1 talent và ông ta không làm lợi gì cả. Ông ta chỉ giữ cái talent đó, rồi ông ta lúc mà ông ta gặp ông chủ và ông ta giao lại cái chàng gì, ông ta không làm mất gì hết trơn á. Đưa nhiều thì giữ nhiều và không làm mất, không có thiệt hại gì hết, nhưng mà không có lợi. Thì người chủ trả lời rằng những người mà này thế này, một thằng lên mà không có làm lợi đó, hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng, chữ gian ác và lười biếng, không làm lợi cho Chúa, Chúa kể là gian ác và lười biếng. Có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không trải ra không? Thế thì lẽ nào ngươi
phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Có nghĩa là không làm lợi nhiều, ít ra cũng phải làm lợi chút đỉnh chứ. À, ý Chúa con muốn nói này, bạn hãy lấy tha lân khỏi tên này và cho người có 10 tha lân. Cái người nãy có 5 tha lân thì có 10 tha lân ha. Bây giờ bởi vì cái người này không vô dụng quá cho nên lấy cái này giao cho cái người 10 tha lân. À, vì ai có sẽ được cho thêm và để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra khỏi chỗ, ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc. Có nghĩa là đầy tớ vô ích, vô dụng, người đầy tớ không làm lợi, thấy vào trong hồ lửa. À, cho nên đừng tưởng là chúng ta tin Chúa chúng ta sẽ được lên thiên đàng nếu chúng ta không trung tín trong công việc chủ giáo chúng ta. Cho nên hãy trung tín cho những gì Chúa giao, hãy tin Chúa chúc phước cho mình và chúc phước cho những gì ở trong tạo của mình. Đừng coi thường những cái ngày nhỏ mọn, đừng coi thường những cái việc nhỏ nhỏ Chúa giao. Những công việc nhỏ nhỏ Chúa giao cho chúng ta, đó là những hành trình để mà Chúa giao cho chúng ta. Trước khi mà ngày hôm nay tôi họp với Chúa, tôi làm công việc tới sớm trước nhà thờ mấy tiếng, mở cửa ra, sắp ghế, sắp âm thanh, chỉ một mình thôi, làm mấy năm. Rồi sau đó có chỗ khác cũng vẫn làm cái tiếp. Trước khi về kiểm tra hết tất cả mọi sự, thấy có rác lụm lên, chùi toilet trước khi người ta về, coi tất cả mọi sự nó phải sạch sẽ trước khi đi rời khỏi chỗ. Gặp người này, khuyên người nọ trước khi Chúa gọi cho bạn. Cho nên nếu mà chúng ta không trung tín trong những gì mà Chúa cho mình, chúng ta sẽ không khám phá được cái sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta. Cái sự kêu gọi của chúng ta đó là một cái thiên mệnh dành cho chúng ta. Và thiên mệnh đó nằm trong sự trung tín trong những cái mà không thuộc về chúng ta. Cho nên David, ông trung tín trong cái không thuộc về ông là chăm sóc bầy chiên của cha mình. Và bởi vì ông trung tín trong những cái không thuộc về ông là chăm sóc bầy chiên của cha mình, dù cha mình không quan tâm của mình, quan tâm đến ông nữa cho nữa, Chúa giao cái thật của ông, đó là ngài vua cho. Joseph cũng giống như vậy thôi. Những lời cha chăm sóc của cải cho làm cho nhà của Phô-ti-pha thật giàu. Rồi vợ Phô-ti-pha hại ông, ông ta bẫy ông ta vào trong tù, ông cũng chăm sóc mấy người tù của ông, người cai tù, giúp người cai tù, chăm sóc những người trong tù. Khi mà ông trung tín trong những cái không thuộc về ông, thì mới Chúa mới giao cho ông cái ghế tể tướng vốn đã dành sẵn cho ông. Nếu tôi kêu gọi con cái Chúa, tất cả chúng ta trong giờ này, hãy trung tín, trung tín và trung tín. Hãy trung tín và trung tín. Tiếp tục trung tín. Ở trong cái chỗ nào dù khó khăn cách mấy, chỗ nào bắt bớ cách mấy, ở trong cái chỗ nào bị các khinh dễ cách mấy, ở chỗ nào người ta bắt bẻ mình cách mấy, đừng bỏ. Nếu chúng ta bỏ, chúng ta đánh mất được cái ghế cái ghế mà giống như của giờ Joseph, cái tể tướng, cái ngai vua mà Chúa dành cho mình. Cho nên những cái chỗ mà nó không thuộc về chúng ta trung tín trong chỗ đó, thì mai mốt Chúa sẽ đưa những cái thuộc về chúng ta, và những cái thuộc về chúng ta là những cái bất ngờ. Bởi vì nó chính là cơ nghiệp thật mà Chúa dành riêng cho chúng ta. Cho nên trung tín và trung tín. Khi đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Làm cái gì? Nhờ sức của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta có thể trỗi hơn, có thể trỗi hơn muôn phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc xin tưởng. Khi chúng ta trung tín nhờ sức Chúa, Chúa sẽ làm vượt xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Cho nên tóm tắt lại, tôi muốn nói với chúng ta biết thế này, nhắc lại chúng ta thế này. Không cần biết chúng ta sinh ra là ai, cha mẹ chúng ta là ai, bối cảnh chúng ta như thế nào,
sống ở trong quốc gia nào, biến cố gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta bị hà hiếp, bị đối xử tệ bạc như thế nào, cái chuyện gì nó khổ sở chúng ta cách mấy, chuyện đó không quan trọng, nó là quá khứ. Đừng suy nghĩ đến điều quá khứ, đừng nhớ đến nó nữa. Bởi vì sao? Cái mà chúng ta cần biết, cần nhớ đó là những gì hứa cho chúng ta, những gì Chúa dành sẵn cho chúng ta, những gì Ngài đang giấu sẵn cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết là những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những ai yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn có những cơ nghiệp, có những điều bất ngờ dành cho con cái của Ngài và những người ai yêu kính Chúa, những ai trung tín với Ngài. Nếu như chúng ta ở trong vị trí đó, chúng ta là cái người mà giữ cái mối quan hệ mình với Chúa, chúng ta những người vâng lời Ngài, chúng ta những người mà được Chúa giao cho những điều gì và trung tín trong những sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta, chắc chắn cơ nghiệp của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên tôi muốn nói gọi tất cả những ai trong chúng ta trong hôm nay, đừng nhìn về quá khứ, đừng nhìn về mình nữa. Chúng ta nhìn về mình đủ rồi, chúng ta nhìn giới hạn mình cũng đã đủ rồi. Nhưng hãy nhìn vào sự vô hạn của chúng ta. Hãy nói, đừng nói về những cái tiêu cực về mình nữa. Cũng đừng nói về tiêu cực người chồng, người vợ, những người xung quanh mình nữa. Hãy nhìn bằng ánh mắt của chúng ta, để chúng ta thấy họ. Nếu chúng ta xin Chúa mở mắt con để con thấy con sẽ như thế nào, con thấy người đó sẽ như thế nào, chúng ta sẽ không cầu nguyện trong sự kể lễ than khóc. Chúng ta sẽ không cầu nguyện và than van tại sao như chú này ở, Chúa ơi sao như thế kia. Ta không cầu nguyện gì, mà chúng ta cầu nguyện chính những gì chúng ta nói, chứ sự đại chúng ta theo miệng chúng ta nói ra. Do đó chúng ta hãy nhớ rằng quá khứ không có quyết định chúng ta. Chúng ta được dựng lên trong hình ảnh của Đức Trời, chúng ta được dựng lên để cai trị, để thống trị, để quản trị. Và cái quyền thống trị, cai trị này mà chúng ta có được nằm ở trong sự hiện diện của Chúa, là chúng ta giữ mình ở trong sự hiện diện, vâng lời Chúa và bước đi trong sứ mạng. Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan và Ngài đã cầm chìa khóa sự chết và âm phủ, và Ngài giao cho chúng ta, Ngài cho chúng ta cái quyền có thể đóng cửa âm phủ và mở cửa thiên đàng, ban cho chúng ta cái quyền này. Cho nên đừng nghĩ là mình không có gì hết. Tất cả những gì Chúa giao cho chúng ta ở trong tay chúng ta, dù nhỏ cách mấy thì nó sẽ là phép lạ của chúng ta. Dù nhỏ cách mấy nó vẫn là phép lạ chúng ta. Hạt giống nhỏ như hạt cải thì nó sẽ trở nên một cây rất là lớn. Bởi vì trong nước của Đức Trời, cái gì nhỏ nhất nó cũng sẽ trở thành cái lớn nhất. Đừng có coi thường những gì mà nhỏ mà Chúa giao cho chúng ta. Đừng có thường những đứa con trong gia đình mà dường như nó không thể nào mà thay đổi được. Đừng có thường những người chồng khó tánh của mình. Đừng có thường họ. Bởi vì chúng ta sẽ không biết ngày mai nó sẽ làm điều gì cho người đó. Có một sư, ông tên Chris ở bên Nam Phi, tôi quên cái họ của ông ta. Ông kể lại là lúc mà ông mới tin Chúa, tin Chúa xong thì cái người bạn của ông đến, rủ ông đi nhà thờ, rủ ông hoài, ông nản quá, ông cứ cố gắng ông ngủ, cái người bạn lợi lên giường, kéo ông ra vậy nhà thờ. Bực người bạn này quá, bởi vì người này sốt sẵn quá, ông kiếm chỗ khác ông ngủ. Người bạn vẫn tìm ra cái chỗ ông ta ngủ lúc mà học trong nhà trọ, tìm ra cái chỗ ngủ, ông đổi giường người khác nhưng vẫn tìm ra cái người bạn này và lôi đi nhà thờ. Biết chuyện gì xảy ra không? Ngày nay ông là một mục sư rất là nổi tiếng trên thế giới, mở rất nhiều và người rất là được ơn. Cái chuyện lớn lên của người đó, cái chuyện thay đổi người đó, cái chuyện người đó đứng vững hay không đứng vững, cái chuyện đó là chuyện của chúng ta. Cho nên hãy tin rằng Chúa Trời sẽ làm những việc lớn lao cho người khác khi chúng ta trung tín gieo giống, khi chúng ta trung tín chăm sóc, khi chúng ta trung tín khuyên lớn, khi chúng ta trung tín những gì Chúa dạy. Chúa sẽ làm cho nó lớn lên, Chúa sẽ làm cho nó kết quả. Chính sự kết quả đó là phần thưởng dành cho chúng ta. Bởi vì Chúa muốn chúng ta là cái người canh tác, chăm sóc, muốn chúng ta làm vậy. Amen.
thánh nhập cầu nguyện. Kính lạy Chúa Đức Chúa Trời, chúng con như này chúng con đến với Ngài trong thời giờ này, chúng con cầu nguyện cho mỗi cá nhân của chúng con, trong đó chính con. Chúa ơi, con cầu xin Chúa mở mắt chúng con, mở mắt chúng con để thấy được cái giá trị thật của chúng con ở trong Ngài là thế nào. Mở mắt chúng con để con thấy được cái sự giàu có trong nơi vinh hiển của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Những cơ nghiệp mà Chúa nói chúng con là, mà Chúa nói chúng con là chúng con trong Chúa Jesus Christ, chúng con đã được cả mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Chúa mở mắt chúng con để thấy được Chúa được sự quyền nhiệm ở trong Đấng Christ, Chúa được sự giàu có ở trong Đấng Christ, hiểu được những gì mà Chúa dành sẵn cho con, hiểu gì mà Chúa muốn chúng con làm, những sứ mạng Chúa giao cho chúng con. Tôi chào những yêu như này, con cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng con như này, nhân danh Chúa Jesus Christ ở Nazareth, đó là tất cả những cái vẫy che mắt những con người này bây giờ này phải hạ xuống, phải rớt xuống ngay như này, nhân danh Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Ephata, mắt em mở ra như này, tai em mở ra như này, hãy nghe và thấy những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho mình, Đức Chúa Trời có sẵn cho mình. Ồ, sự giàu có trong nơi vinh hiển, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, ồ, những gì mà Chúa dành sẵn cho mình như này. Nhân danh Chúa, có cầu nguyện như này cho tất cả những người công bố khai phóng như này, ôm để miệng họ mắt thấy tai nghe, miệng họ cũng được mở ra để họ nói những gì mà Chúa nói với họ. Họ không nói những điều gì mà họ nghĩ về mình, họ không nói những gì người khác nói về mình, họ không nói về những người về cái tình trạng như quá khứ của mình, nhưng mà họ nói những điều cao trọng, nói những điều gì mà Chúa đã hứa cho họ. Ôi, nhân danh Chúa Jesus, con cầu nguyện như này, trong danh của Chúa Jesus Christ Nazareth, con cầu nguyện như này, con nói với Chúa là Chúa hãy đổ thần của Ngài trên họ như này, đổ thánh linh tiên tri trên họ như này, để họ có thể bước vào trong sự mặc khải của Ngài như này. Con khai phóng sự mặc khải tiên tri trên họ như này, để họ có thể nghe và thấy, giống như Chúa nói với các tiên tri của Chúa, con thấy gì, con nghe gì. Trong danh của Chúa Giêsu, và nhân danh Chúa Jesus, ta bẻ gãy tất cả mọi gông cùm của Satan và ma quỷ, ta đạp đổ tất cả quỷ pháp, tất cả những đồn đẩy lưỡi các ngươi xây dựng như tâm trí của những người nghe sự đêm ngày, trong danh của Jesus. Và giờ này ta khai phóng họ được mở mắt, được mở tai, được mở miệng để họ thấy sự quyền nhiệm mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho mình, trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Tất cả những quyền lực sự tối tăm, tất cả những linh thần tượng bùa chú bói khoa tà thuật, ta trói tất cả chúng bay lại và ta ném chúng bay ra xa khỏi các tôi con của Chúa như này, và ta khai phóng họ bước đi trong sứ mạng, trong thiên mệnh mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Ôi, con chúc phước cho tôi con của Chúa như này, nguyện thần linh của Chúa tiếp tục dẫn dắt họ vào trong thiên trình mà Ngài dành cho họ. Con cảm ơn Chúa, và có hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.